Hello, chào cả nhà nha. Tiếp theo thì mình chia sẻ cho cả nhà một lô bằng lăng con cả nhà. Bằng lăng con, nếu cả nhà có nhu cầu trồng số lượng nhiều á mà mình ít tiền á, mình nên mua những cái chậu nhỏ như thế này nè. Mình về mình trồng ha. Giá thì rất là rẻ nha. Đặc biệt là nó mau lớn lắm cả nhà. Đây thì bây giờ là người ta đã ươm sẵn như thế này nè. Nên mình đã ươm sẵn như thế này nè. Rồi cả nhà cứ về mà mình sang chậu, nếu mình trồng trên chậu thì sang chậu, còn không thì cả nhà cứ trồng xuống đất thôi, rất là mau lớn luôn. Đây số lượng đây cũng còn rất là nhiều nha, từng vài ngàn giỏ gì đó. Đây đây người ta cũng lấy còn lại số nè, cái đằng kia nữa. Đây đây là cái nè, đó nó như thế này nè. Cả nhà có nhu cầu thì mình mua cái giống này nè, mình trồng nó rẻ tiền nha. Nói chung là nó rẻ nhiều lắm nha, rất là rẻ luôn. Mình trồng thay vì mình mua một cây kia thì mình mua cả chục cây này cái nha, mua một cây nhỏ đó, cây dạng chung chung đó, mình mua cả chục cây này nè mình trồng ha. Đây giá rất là yêu thương luôn. Đây cái nhà mình lựa những cái cây bự bự gì nè, cũng khoảng là 3 tấc, 2 tấc mấy 3 tấc nha. Thì trung bình là 2 tấc rưỡi 3 tấc à, đó, mình nói vậy đó, cho cả nhà dễ. Đây đề ghim này là lên đây nè, đó là có rễ đầy nè, rễ nè, bảo đảm 100% là sống nha. Này rễ nè, ở đây thì cây nó trong này nó không có phát, cả nhà thấy gì, tại vì cũng chưa có tưới phân nữa đó, cho nên thấy nó vậy. Khi cả nhà thay chậu hoặc đặt xuống đất rồi đó, cả nhà sẽ thấy được là nó mau lớn lắm, rất là mau lớn luôn. Ở đây giống như bình đài đó cả nhà, bình đài đó, khi mà nó đã được mọc rễ rồi nè, rồi lên được cái cây như vậy rồi thì nó cũng phân cũng hết rồi, bây giờ mình phải thay chậu thôi. Nếu mà cây này muốn phát triển được thì mình phải thay chậu và cho phân nó nha, chứ cái chậu này là nó hết rồi, rễ nó mọc đầy hết trơn rồi nè, mọc ló ra ngoài hết rồi, đầy rễ, cho nên là cây nó không còn phát triển được nữa. Thì cả nhà có nhu cầu thì mình mua cái mẫu này nè, mua cái loại này mình sẽ trồng thì nó sẽ đỡ được cái tiền chi phí hơn. Nhà trồng với số lượng nhiều ít tiền thì mình mua cái loại này nha. Này thì ở đây mình có rất là nhiều mẫu, ở nhà có muốn mua loại lớn hơn cũng có. Cái này thì 2 tấc rưỡi 3 tấc cái nè, này 2 tấc rưỡi 3 tấc nha. Cây nó gì nè, này 2 tấc rưỡi tới 3 tấc. Giá yêu thương luôn. Cả nhà có nhu cầu thì xin liên hệ số điện thoại trên màn hình ha. Đây rất là dễ trồng nha, cây này dễ đầy hết rồi. Cả nhà cứ cái này thì đây có thể mình sẽ lựa những cây nào mà đủ tiêu chuẩn, đủ đạt rồi đó cả nhà thì mình lấy. Nếu là cây nào mình lựa cây ngon nè, nó trời ơi dễ nè, rất là đẹp nha. Rồi đó, cả nhà thấy nè, đó thì cả nhà có mình không lấy cây này thì mình lấy cây lớn hơn cái nha. Đây đây lớn hơn thì bên đây, cái này thì có cái giá thì nhích hơn một chút, này lớn hơn. Đây là trồng là một cốt nha, do mình cơi đọt là để cho nó mau lớn á, lớn thân. Đây ở nhà thấy nè, số lượng này nhiều lắm nha, dài tuốt ở ngoài kia luôn, xa lắm. Thì cái này mà nó lớn lên rồi thì mình cũng để như gì nè cả nhà. Đây rất là nhiều,
định trả lời cây này thì cả nhà có nhu cầu thì xin liên hệ nha. Giờ mình sẽ chia sẻ cho cả nhà. Ơi mình xin chào và hẹn gặp lại cả nhà ở clip tiếp theo nha. Cả nhà nhớ đăng ký kênh để khi mình có video mới thì cả nhà sẽ nhận được. Xin chào và hẹn gặp lại.